Gioan chương 16. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Đức Giêsu khi sắp về với Cha đã chấp nhận giới hạn của các môn đệ. Ngài chưa nói hết được những điều Ngài muốn nói, nhưng Ngài không muốn ép họ phải cố hiểu. Cần có thời gian, và nhất là cần thánh thần. Đức Giêsu chấp nhận ra đi khi việc huấn luyện còn dang dở. Ngài chấp nhận mình không phải là vị thầy duy nhất. Sau này thánh thần sẽ dạy anh em mọi điều. Ngài cũng chẳng phải là đấng bảo trợ duy nhất, vì còn một đấng bảo trợ khác đến sau Ngài. Ngài đã vén mở cho các môn đệ thấy sự thật. Sự thật về Cha, về bản thân mình và về con người. Nhưng Ngài biết rằng cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt, các môn đệ mới hiểu thấu và đi vào toàn bộ sự thật. Vì lợi ích của họ, Đức Giêsu sẵn sàng ra đi để nhường chỗ cho Đấng Cha và Ngài sai đến. Đức Giêsu chẳng tìm mình, và Thánh Thần cũng vậy. Thánh Thần chỉ có sứ mạng là đưa con người đến với Cha và Con là Đức Giêsu. Ngài chẳng tìm vinh quang cho mình, nhưng chỉ tìm tôn vinh và làm chứng cho Đức Giêsu. Cha cũng chẳng tìm mình, Cha chẳng giữ làm gì của riêng. Mọi sự Cha có đều là của Thầy. Cha là nguồn mạch luôn trào dâng qua Con. Con là Con vì đón nhận tất cả từ Cha. Tình yêu liên kết Cha và Con là Thánh Thần. Khi chìm ngắm thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy đó là một cộng đoàn lý tưởng. Mỗi ngôi vị đều sống cho hai ngôi vị kia.
yêu thương và hiệp thông với nhau đòi từ bỏ. Nhưng từ bỏ lại làm cho mỗi ngôi vị trọn vẹn là mình, là sống trong hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa của Kitô giáo là một cộng đoàn yêu thương. Nhưng thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi lại không khép kín. Thế giới ấy vươn ra ngoài mình để cho hạnh phúc tuôn đổ trên toàn bộ công trình sáng tạo. Cha yêu loài người đến độ sai con một làm người. Con yêu loài người đến độ dám sống và chết cho họ. Thánh thần yêu loài người đến độ luôn ở bên để ủi an, nâng đỡ. Cả ba ngôi cùng nhau lo cho loài người. Ước mơ lớn nhất của ba ngôi là đưa cả nhân loại đi vào thế giới thần linh của mình, để mỗi người được hưởng hạnh phúc làm con trong Chúa Con. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, chia sẻ, mời gọi. Tình yêu đích thực bao giờ cũng khiêm hạ đợi chờ. Chúng ta tự hỏi mình có sẵn sàng mở ra để Chúa đi vào thế giới của mình và để mình đi vào thế giới của Chúa không? Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rộng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.